liệu rằng MSI có chuột công thai học không? Câu trả lời là có anh em nhá. MSI Clutch GM50. Trong hộp này sẽ có mỗi chiếc chuột và một cái giấy hướng dẫn thôi anh em ạ. Em chuột này thì là dáng công thai học, chỉ dành cho người tay phải bởi vì là nó là như vậy đấy. Cân nặng thì sẽ khoảng tầm 80-90g. Trên này thì chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6 nút này nhá. Bên dưới chúng ta sẽ có một chất mắt đọc cũng khá là ok, là chất mắt đọc PWM3330, mắt đọc tầm trung nhưng mà hiệu năng cũng khá là ổn. Trên dưới chúng ta sẽ có hai phím đèn. Kết nối em này thì dùng là dây USB, nhưng mỗi tội là có một chút hơi cứng cứng thôi. Chỉ bấm của em này thì hai nút trên này khá cứng cáp, hành trình dài nhưng mà hơi lỏng lẻo một tẹo. Con lăn phủ cao su lăn cũng rất chắc chắn này. Nút chỉnh DPI hơi lỏng lẻo và nút hồng cũng hơi lỏng lẻo một tẹo. Dáng cầm thì hợp với cả những người tay tầm to, trung hoặc là nhỏ cũng cầm được và chắc chắn là cầm palm hoặc claw rồi. Em này thì sẽ có đèn RGB ở khu vực nút con lăn đây, logo đây và ở bên dưới này nữa nhá. Khá là đẹp đấy và có thể chỉnh thông qua phần mềm của MSI. Nếu anh em muốn ấy thì mua ngay vào luôn nhá.